Thầy xin chào tất cả các em. Rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình ôn luyện trực tuyến hàng năm do Báo Thanh Niên tổ chức. Đến với chuyên đề ôn luyện Trung học Phổ thông Quốc gia, ngày hôm nay thầy sẽ mang đến cho chúng ta chuyên đề số 1 môn hóa học với nội dung lý thuyết chung về kim loại. Chúng ta cùng nhau đi vào bài giảng các em nhé. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU không chỉ cung cấp chương trình đào tạo tiêu chuẩn quốc tế, SIU nỗ lực tạo ra môi trường học tập tiên phong, đa dạng và tôn trọng sự khác biệt. SIU mở rộng hợp tác quốc tế với các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới, trở thành bệ phóng vững chắc để sinh viên hội nhập toàn cầu. Năm 2024, SIU tuyển sinh trình độ đại học chính quy với 29 chương trình đào tạo cùng 4 phương thức tuyển sinh. SIU cam kết hỗ trợ sinh viên với nhiều chính sách học bổng, 20 suất học bổng chủ tịch SIU, 100 suất học bổng tiếp bước hành trình, quỹ tài năng trẻ, học bổng 50% học phí toàn khóa cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hóa thể thao, nghệ thuật, học bổng đồng hành xây dựng nhân lực chất lượng cao cho thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, học bổng doanh nghiệp tài trợ, học bổng 20% học phí toàn khóa cho tất cả học sinh đăng ký chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. SIU, tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới. Đầu tiên, thầy sẽ khái quát hóa lại cho chúng ta về những nội dung trọng tâm nhất của đại cương kim loại. Thứ nhất, chúng ta cùng đi vào tính chất vật lý. Về tính chất vật lý, các em nhớ rằng kim loại của chúng ta có tính chất vật lý chung, nghĩa là hầu hết các kim loại đều có đặc điểm chung này về tính chất vật lý. Đó là tính dẻo, tính dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim. Và chúng ta cũng nhớ một số tính chất này đặc biệt nhất, đó là tính dẻo, thì kim loại dẻo nhất đó là vàng. Về tính dẫn điện thì các em nhớ rằng độ dẫn điện giảm dần, bạc dẫn điện tốt nhất, giảm tới đồng, tới vàng, tới nhôm và tới sắt. Và cuối cùng là tính ánh kim thì hầu hết những tính chất vật lý chung này người ta nhận thấy đều do electron tự do gây ra. Bên cạnh tính chất vật lý chung thì kim loại của chúng ta còn có tính chất vật lý riêng, đó là khối lượng riêng, nhỏ nhất là kim loại li-ti, lớn nhất là kim loại oxy-mi. Về nhiệt độ nóng chảy, kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và chúng ta thấy rằng nó ở thể lỏng, ngay ở điều kiện thường, đó chính là thủy ngân. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất của chúng ta là Wolfram. Về độ cứng thì kim loại mềm nhất là CC, đây là một kim loại kiềm và nó dùng để chế tạo tế bào quang điện đó các em. Còn kim loại cứng nhất là Chrome. Và một điều nữa các em cần nhớ rằng khi chúng ta tăng nhiệt độ thì độ dẫn điện của kim loại càng giảm. Kim loại dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt sẽ tốt. Hai tính chất này tỷ lệ thuận với nhau. Và nội dung tính chất vật lý này rất quan trọng. Các em cùng note lại để chúng ta có thể giải quyết được những câu hỏi trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia có yêu cầu. Chúng ta cùng vận dụng một số câu hỏi được trích từ các đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong những năm trước các em nhé. Câu số 1. Ở điều kiện thường, kim loại X ở trạng thái lỏng. Kim loại Y là kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất. Hỏi X và Y lần lượt là, chúng ta có 4 đáp án. Vậy thì nếu như các em chú ý cái phần nội dung vừa rồi thầy vừa điểm qua, các em có thể dễ dàng nhớ lại rằng kim loại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường đó là kim loại thủy ngân. Và kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất đó chính là li-ti. Vậy chúng ta dễ dàng chọn đáp án B. Và đây chính là tính chất vật lý riêng của kim loại đó các em. Tiếp theo chúng ta sang câu 2. Tính chất nào sau đây không phải do electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra? Chúng ta có 5 đáp án. Và nếu như các em chú ý phần nội dung vừa rồi, thầy vừa điểm qua cho chúng ta, thì tính chất vật lý chung đó là do electron tự do gây ra. Còn nếu như không do electron tự do gây ra thì chúng ta liên tưởng tới tính chất vật lý riêng. Vậy thì tính ánh kim, dẫn điện, tính dẻo đó là tính chất vật lý chung. Thì tính cứng chính là tính chất vật lý riêng và nó không do electron tự do gây ra các em. Cho nên chúng ta sẽ chọn câu 2 này, đó là đáp án D. Rất đơn giản đúng không nào? Và những câu như thế này nó chỉ ở mức độ biết trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cho nên là chúng ta sẽ giải quyết nhanh, gọn dựa vào những cái lý thuyết mà thầy tóm tắt trong từng chuyên đề. Các em lưu ý. Chúng ta sang phần tính chất hóa học. Về tính chất hóa học thì các em nhớ rằng kim loại của chúng ta có tính chất hóa học chung, đó là tính khử.
Tính khử có nghĩa là gì các em? Có nghĩa là dễ bị oxy hóa và nó nhường electron trong các phản ứng hóa học. Tác dụng với phi kim, ví dụ oxy, clo, lưu huỳnh, nó sẽ tạo oxit và muối. Tác dụng được với axit và chúng ta chia ra có axit loại 1 và axit loại 2. Thì ở đây axit loại 1 là axit chlorhydric hoặc axit sulfuric loãng. Thì những kim loại nằm sau hydro sẽ không phản ứng được với những axit này. Tác dụng với axit HNO3 hoặc H2SO4 đặc thì khi đó kim loại phản ứng sẽ tạo ra được muối có hóa trị cao, sản phẩm khử và nước. Với HNO3, các em cần nhớ sản phẩm khử của chúng ta là những hợp chất của nitơ có số oxy hóa bé hơn 5 như NO2, NO, nitơ hoặc thậm chí là muối amoni nitrat. Với H2SO4 đặc, sản phẩm khử của chúng ta là những hợp chất của lưu huỳnh hoặc là đơn chất lưu huỳnh có số oxy hóa bé hơn 6, ví dụ SO2, H2S hoặc là lưu huỳnh đơn chất. Và đặc biệt các em cần nhớ hai kim loại đó là AU và BT là hai kim loại không phản ứng được với axit riêng lẻ, nó chỉ phản ứng được với hỗn hợp nước cường toan, đó là hỗn hợp HNO3 đặc và HCl đặc, tỷ lệ mol là 1:3. Một điều nữa mà đề thi thường hay đề cập cho chúng ta đó là nhôm, sắt và crom thụ động với axit HNO3 H2SO4 đặc nguội. Tác dụng với nước thì các em nhớ rằng gồm các kim loại kiềm ở nhóm 1A, kim loại canxi, strontium và bari đó là kim loại kiềm thổ. Và cuối cùng, tác dụng với dung dịch muối theo quy tắc alpha của giải điện hóa. Nào, chúng ta cùng vận dụng một số câu hỏi để nhớ lại phần tính chất hóa học này. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch axit chlorhydric giải phóng khí hydro? Chúng ta cần nhớ lại kim loại để phản ứng được với axit loại 1 phải là kim loại nằm trước hydro trong giải điện hóa. Vậy ở đây chúng ta nhanh chóng chọn được kim loại magie. Đáp án đúng là câu A. Rất đơn giản đúng không nào các em? Ta sang câu hỏi số 4. Trước khi sang câu hỏi số 4, các em cùng nhìn lại giải điện hóa. Ở giải điện hóa này, chúng ta nhớ rằng theo chiều từ trái sang phải là chiều tăng dần tính oxy hóa của kim loại và chiều giảm dần tính khử của kim loại. Đặc biệt, có những kim loại li ti, kali, bari, canxi và natri là những kim loại tác dụng với nước. Chúng ta cũng có thể chế ra cho chúng ta một câu thần chú để dễ nhớ những kim loại tác dụng với nước trong giải điện hóa. Đó là lính không ba cần nàng. Hoặc là chúng ta có thể chế bất kỳ câu nào đúng không nào? Chúng ta dễ nhớ được những kim loại tác dụng với nước. Nào, chúng ta sang một câu vận dụng kế tiếp để nhớ lại tính chất hóa học. Kim loại M phản ứng với dung dịch axit sulfuric loãng tạo muối M3+. Hỏi M là, và chúng ta cũng có 4 đáp án. Magie, đồng, nhôm hay là sắt? Chúng ta cùng nhớ lại về tính chất hóa học. Kim loại M mà phản ứng với axit loãng tạo ra hóa trị 3 trong cation gốc của muối thì khi đó kim loại M của chúng ta ban đầu phải có hóa trị là hóa trị 3. Vậy thì sắt của chúng ta được không các em? Hoàn toàn sắt không được vì sắt sẽ phản ứng với axit sulfuric loãng hoặc là axit chlorhydric chỉ thể hiện sắt 2. Còn sắt phản ứng với axit HNO3, H2SO4 đặc nóng nó mới tạo được sắt 3. Mà lưu ý rằng axit phải dư các em nhé. Chứ nếu sắt dư thì nó cũng chỉ tạo sắt 2 thôi. Vậy ở trường hợp này sắt không phù hợp mà nó phải là kim loại nhôm có một hóa trị 3 duy nhất thì khi phản ứng với axit loãng nó sẽ thể hiện ra muối hóa trị 3. Đó là Al2SO4 3 lần. Và với câu hỏi số 4, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án C. Và vừa rồi chúng ta đã điểm qua giải điện hóa của kim loại, chúng ta cùng nhắc lại trên slide màn hình này, các em cùng theo dõi. Đi từ trái sang phải, tính oxy hóa của ion kim loại đang tăng dần. Và ion kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất đó là Au3+. Và cũng chiều từ trái sang phải đó là chiều giảm dần tính khử. Vậy kali sẽ có tính khử mạnh nhất và Au là kim loại có tính khử yếu nhất.
Dựa vào giải điện hóa, chúng ta rút ra được một ý nghĩa để cho phép dự đoán được chiều của phản ứng giữa hai cặp oxy quá khứ theo quy tắc alpha. Và chúng ta vận dụng quy tắc alpha cho trường hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối. Ở đây chúng ta cần cẩn thận khi cho kim loại tác dụng với dung dịch muối. Chúng ta phải xét điều kiện đầu tiên, nếu kim loại đó tác dụng với nước trong dung dịch thì nó sẽ phản ứng với nước trước và tạo ra được dung dịch 3 giờ. Sau đó dung dịch 3 giờ phản ứng với muối theo phản ứng trao đổi. Chẳng hạn như ở đây, thầy cho một viên natri vào dung dịch CuSO4. Quan sát trên giải điện hóa, chúng ta thấy rõ ràng natri đứng trước Cu thì có thể dự đoán natri đẩy được Cu ra khỏi dung dịch muối, nhưng hoàn toàn điều đó không chính xác, mà natri đã phản ứng với nước ngay cả khi mà chúng ta vừa cho viên natri vào thì nó đã phản ứng mãnh liệt với nước và nó tạo ra được natri hydroxit và giải phóng ngay khí hydro. Khi đó natri hydroxit sinh ra sẽ phản ứng tiếp với CuSO4 theo kiểu phản ứng trao đổi ion trong dung dịch, tạo ra được CuOH hai lần kết tủa màu xanh lam hoặc là màu xanh lơ, và phản ứng này không có kim loại sinh ra các em nhé. Hiện tượng của phản ứng này thường hay xuất hiện trong đề thi, cho nên các em cần note lại cái slide này để chúng ta sử dụng về sau và chúng ta giải quyết những câu trắc nghiệm có liên quan. Nào, chúng ta cùng sang một câu vận dụng. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4 giải phóng khí hydro? Chúng ta có 4 đáp án: magie, natri, nhôm hay là sắt. Chúng ta nhớ kim loại mà phản ứng với dung dịch muối mà tạo ra được khí hydro nghĩa là kim loại đó phản ứng với nước trong dung dịch. Vậy thì ngay lập tức chúng ta chọn đáp án B, natri là kim loại thỏa mãn cho câu hỏi số 5 này. Và các bạn cần nhớ lại những kim loại tác dụng với nước, đó là liti, kali, bari, canxi và natri. Năm kim loại này, chúng ta lưu ý khi xét tác dụng dung dịch muối thì phải xét tác dụng với nước trước các em nhé. Trường Quốc tế Á Châu tự hào là ngôi trường mang đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhưng vẫn giữ gìn bản sắc và những giá trị truyền thống dân tộc. Trường Quốc tế Á Châu xây dựng chương trình học tập toàn diện, cân bằng giữa học thuật và nghệ thuật thể thao. Hiểu rõ mục đích giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức, mà còn giúp học sinh sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng, độc lập để phát triển và hoàn thiện nhân cách. Ngoài những giờ học trên lớp, học sinh Trường Quốc tế Á Châu còn được trải nghiệm, thử thách bản thân và phản biện các vấn đề để tự mình học hỏi, trưởng thành độc lập hơn. Nơi đây với tôi còn hơn cả một ngôi trường. Nơi đây là nền tảng giúp chúng tôi đặt những viên gạch đầu tiên vững chắc trên hành trình chinh phục tri thức. Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống, nó chính là cuộc sống. Từ môi trường giáo dục này, chúng tôi đã tự tin bước tiếp và viết nên câu chuyện tương lai của chính mình. Câu hỏi số 6 của chúng ta có nội dung như sau. Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4 vừa tạo thành kết tủa vừa có khí thoát ra? Chúng ta có 4 đáp án: magie, natri, nhôm hay bari. Chúng ta cùng theo dõi trên màn hình và dựa vào gợi ý của thầy, các em có thể chọn xem câu hỏi số 6 này đáp án là gì nhé. Đầu tiên các em thấy kim loại mà phản ứng dung dịch muối tạo thành kết tủa thì kim loại đó phải tác dụng với nước trong dung dịch muối tạo ra dung dịch 3 giờ. Và dung dịch 3 giờ đó sẽ kết tủa được với anion gốc axit có trong muối. Thì ở đây các em thấy gốc SO4 thì nhớ tới gốc Ba2+ sẽ kết hợp với SO42- tạo ra BaSO4. Đồng thời khí hydro thoát ra là do bari phản ứng với nước trong dung dịch tạo ra BaOH 2 lần và khí hydro. Dựa vào gợi ý đó, chúng ta nhanh chóng chọn được đáp án câu hỏi số 6, đó chính là câu D. Rất đơn giản đúng không nào? Nội dung của câu số 6 này thường hay gặp trong đề thi, cho nên các em cũng dùng cái quyển
vở hay là dùng cái quyển sổ tay để chúng ta note lại, và chúng ta sẽ sử dụng lâu dài về sau để gần đến ngày thi các em mở ra các em ôn tập nữa, thì rõ ràng là các em được nhắc đi nhắc lại, các em sẽ xử lý rất tốt những câu hỏi này nếu có cơ hội gặp trong đề thi chính thức. Chúng ta sang câu hỏi số 7. Tiến hành các thí nghiệm sau đây. Có tổng cộng là 5 thí nghiệm, 4 thí nghiệm và hỏi số thí nghiệm thu được đơn chất kim loại sau phản ứng là: A. Cho kim loại natri vào COSO4. Thí nghiệm này theo các em có thu được kim loại sau phản ứng không? Hoàn toàn là không đúng không nào, vì natri phản ứng với nước trong dung dịch COSO4, nó tạo ra natri hydroxit, giải phóng khí hydro. Sau đó natri hydroxit sinh ra sẽ phản ứng với COSO4 và tạo ra kết tủa COH 2 lần và Na2SO4, hoàn toàn không có kim loại nào hết. Vậy thì phản ứng A không có, không thỏa mãn. Phản ứng B dẫn khí CO dư qua nhôm oxit nung nóng. Các em cần nhớ rằng CO là một tác nhân khử, nó chỉ khử được những oxit kim loại nằm sau nhôm mà thôi, còn từ nhôm trở về trước sẽ không phản ứng. Và thường chúng ta hay gặp đó là MgO, magie oxit, hoặc Al2O3, nhôm oxit. Hai chất này thầy khẳng định lại nó không phản ứng được với khí CO, cho nên phản ứng B không xảy ra và tất nhiên sẽ không thu được đơn chất kim loại. C. Cho magie vào FeSO4 dư thì magie là kim loại đứng trước sắt, cho nên nó có thể phản ứng và khử được sắt 2 về sắt là kim loại đơn chất. Phản ứng C thỏa mãn. Phản ứng D, điện phân nóng chảy natri clorua. Đây là một trong những phương pháp điều chế kim loại kiềm, đó là chúng ta điện phân nóng chảy muối clorua của nó và tất nhiên sẽ thu được kim loại natri. Vậy với câu hỏi số 7 này, chúng ta chọn đáp án đó là hai thí nghiệm, và thí nghiệm đó là C và D. Đáp án câu 7 sẽ là câu B các em nhé. Và những câu này các em cần nhớ là chúng ta liên tưởng đến những cái nội dung kiến thức mà từ nãy giờ thầy ôn tập. Hóa học của chúng ta nó rất là logic và nó liên kết được những cái kiến thức bài cũ, bài mới. Chúng ta cùng vận dụng và chúng ta nhớ những trường hợp tổng quát thì chúng ta có thể xử lý rất tốt những câu hỏi có liên quan. Ta sang câu hỏi kế tiếp. Đây là một loạt các câu hỏi mà thầy trích từ đề thi Trung học phổ thông quốc gia hoặc đề tham khảo trong những năm trước. Chúng ta cùng vận dụng kiến thức để có thể xử lý được những câu hỏi này. Chẳng hạn với câu 10, kim loại không tan trong dung dịch HCl thì các bạn chỉ cần nhớ cho thầy rằng đó là kim loại nằm sau H. Mà nằm sau H thì ở đây chúng ta chọn là bạc 10A. Câu 11, FeSO4 tác dụng với kim loại nào? Thì muối mà muốn tác dụng được với kim loại thì kim loại đó phải đứng trước muối. Vậy thì chúng ta chọn đáp án là kẽm. Kẽm là kim loại đứng trước sắt trong giải điện hóa. Câu 12, cặp chất nào sau đây xảy ra phản ứng trong dung dịch? Để xảy ra được phản ứng trong dung dịch thì điều kiện là chúng ta thu được chất kết tủa, chất bay hơi hoặc là chất điện ly yếu như nước chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta dễ dàng chọn đáp án đó là câu D. Vì sao các em? Sắt của chúng ta là sắt 2 cộng, bạc trong bạc nitrat đó là bạc cộng 1 đúng không? Ag cộng. Vậy thì Ag cộng sẽ phản ứng với sắt 2 cộng tạo ra sắt 3 cộng và kim loại Ag. Thì phản ứng D này xảy ra cho câu 12, cho nên đáp án sẽ là 12D. Chúng ta sang một phần quan trọng của nội dung về đại cương kim loại, đó chính là sự ăn mòn kim loại. Chúng ta thấy rằng trong đời sống, phản ứng hóa học liên tục xảy ra và nó gắn liền với sự ăn mòn kim loại. Ở đâu có kim loại, ở đó sẽ có sự ăn mòn. Chẳng hạn như những cánh cửa sổ mà nếu như chúng ta thấy nó tróc, nó bong những cái lớp sơn ra, thì khi đó phần kim loại bên trong sẽ dễ dàng bị oxy hóa và nó sẽ ăn mòn cho tới khi mà nó bị mục, nó bị hư hao, và đó là tác hại của sự ăn mòn. Vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem sự ăn mòn nguyên nhân do đâu, và chúng ta có biện pháp để chúng ta có thể chống lại sự ăn mòn và bảo vệ kim loại để chúng ta sử dụng được lâu dài trong thế giới tự nhiên. Đầu tiên, chúng ta nhớ rằng ăn mòn kim loại đó là một cái sự phá hủy kim loại hay là hợp kim do những tác nhân có trong môi trường, không khí, và những tác nhân này có tính oxy hóa. Kết quả là kim loại sẽ bị oxy hóa, nghĩa là kim loại của chúng ta sẽ nhường electron và tạo ra ion kim loại. Có hai dạng ăn mòn chính, đó là ăn mòn hóa học, là một kim loại tiếp xúc với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao. Ăn mòn điện hóa thì có hai kim loại, hoặc là hợp kim
Ví dụ như hợp kim gan, thép, đó là hợp kim của sắt và carbon, tiếp xúc với dung dịch chất điện ly. Để chống ăn mòn thì thường chúng ta dùng phương pháp bảo vệ bề mặt, đó là chúng ta sơn phủ hoặc là chúng ta bao phủ bề mặt bằng những cái lớp sơn cách ly với môi trường, hoặc là chúng ta dùng phương pháp điện hóa, nghĩa là chúng ta dùng kim loại hy sinh, chẳng hạn như để bảo vệ vỏ tàu biển bằng sắt thì người ta gắn vào đó những cái lát kẽm để kẽm của chúng ta vừa rẻ mà nó là tính khử mạnh, cho nên khi bị ăn mòn thì kẽm sẽ là vật hy sinh, nó sẽ bị ăn mòn trước và bảo vệ được phần sắt bên trong, đó là phương pháp điện hóa. Và chúng ta nhớ rằng có hai loại ăn mòn, đó là ăn mòn hóa học là có một kim loại thôi, còn ăn mòn điện hóa thì có hai kim loại hoặc là hợp kim. Nào, chúng ta cùng vận dụng một số câu về sự ăn mòn kim loại để nhớ lại nội dung kiến thức này. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xảy ra ăn mòn điện hóa học hay còn gọi là ăn mòn điện hóa? Chúng ta có 7 trường hợp. Cùng phân tích với thầy nhé các em. Trường hợp thứ nhất, cho kẽm vào bạc nitrat dư. Các em nhớ rằng kẽm của chúng ta là kim loại mà đứng trước bạc, vậy thì nó sẽ đẩy được bạc ra. Vậy thì có mấy kim loại các em? Vừa có kim loại kẽm, vừa có kim loại bạc là hai kim loại cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly là bạc nitrat. Vậy thì đó là ăn mòn điện hóa. Và chúng ta lưu ý nha, chúng ta đừng có bị nhầm lẫn là chúng ta thấy có một kim loại kẽm. Thực sự kim loại kẽm khi phản ứng với bạc nitrat thì nó đẩy được kim loại bạc ra. Vậy chúng ta đếm là có hai kim loại, mà có hai kim loại thì đó là ăn mòn điện hóa các em nhé. Câu 2, cho một vật bằng gan, đó là sắt và carbon hợp kim vào dung dịch HCl. Quá rõ ràng, hợp kim thì chắc chắn là ăn mòn điện hóa rồi các em. Câu số 3, cho viên kẽm vào HCl thì kẽm chỉ bị tan ra, có một kim loại thôi, và nó bị phá hủy bởi dung dịch axit HCl thì nó là ăn mòn hóa học. Câu số 4, cho sắt vào FeCl3 thì sắt sẽ bị tan ra trong dung dịch sắt 3 clorua, đó là ăn mòn hóa học. Đốt dây sắt trong bình chứa khí clo thì sắt là một kim loại, nó bị ăn mòn bởi tác nhân là khí clo, nó là ăn mòn hóa học. Thả viên sắt vào COSO4 và H24 loãng thì các bạn thấy là sắt của chúng ta nó đẩy được đồng ra, là hai kim loại sắt và đồng cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện ly, ở đây là H24 loãng và COSO4, vậy thì đó là ăn mòn điện hóa chắc chắn rồi. Và cuối cùng, cho magie vào COSO4, theo các bạn đó là ăn mòn gì? Magie sẽ đẩy được đồng ra, vậy có hai kim loại là magie và đồng cùng tiếp xúc dung dịch COSO4, đó là ăn mòn điện hóa. Và chúng ta đếm có 4 trường hợp ăn mòn điện hóa ở đây. Rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta chỉ cần nhớ ăn mòn điện hóa là có hai kim loại, còn ăn mòn hóa học thì chỉ có một kim loại tiếp xúc với môi trường, trong đó có chất oxy hóa và nó sẽ là tác nhân gây ra ăn mòn. Và đây là một số câu hỏi liên quan đến sự ăn mòn kim loại mà các em có thể vận dụng những điều mà thầy vừa phân tích ở trên để xử lý những câu từ 13 cho đến 15. Rất đơn giản, hai kim loại mà tiếp xúc với môi trường thì các bạn nhớ rằng lý thuyết cho chúng ta nói kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ bị ăn mòn trước. Vậy bất câu 13 thì kẽm có tính khử mạnh hơn sắt, cho nên kẽm sẽ bị ăn mòn trước. Đáp án của chúng ta sẽ là câu 13A các em nhé. Câu 14 thì hồi nãy nếu như chúng ta chú ý đến cái phần ví dụ về bảo vệ kim loại khỏi sự ăn mòn thì thầy có nói phương pháp điện hóa. Thì với câu này, bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép thì người ta gắn vào vỏ tàu những tấm kẽm. Câu 15, các bạn nhớ rằng sự ăn mòn điện hóa nó quy ước khác với bình điện phân. Nếu trong bình điện phân, anode là cực dương, cathode là cực âm, thì trong ăn mòn điện hóa, anode sẽ là cực âm và cathode của chúng ta sẽ là cực dương. Vậy thì với câu 15, ở điện cực anode là điện cực âm sẽ xảy ra quá trình oxy hóa. Và khi đó kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ đóng vai trò là cực âm các em nhé. Chẳng hạn như chúng ta lấy ví dụ với sắt và kẽm thì kẽm sẽ là ở cực âm vì kẽm có tính oxy hóa yếu hơn sắt hay là có tính khử mạnh hơn sắt đó các em. Cho nên là kẽm sẽ bị oxy hóa ở điện cực anode. Chúng ta sang phần 5, điều chế kim loại. Về nguyên tắc điều chế kim loại thì các bạn nhớ nó ngược lại với sự ăn mòn kim loại. Ăn mòn kim loại là kim loại bị oxy hóa. Vậy bây giờ chúng ta khử ion kim loại trở về nguyên tử kim loại, đó là nguyên tắc để điều chế kim loại. Và chúng ta có những phương pháp phổ biến để điều chế kim loại, đó là nhiệt luyện.
dùng các chất khử như CO, hydro, carbon hoặc nhôm để khử những ion kim loại đứng sau nhôm trong oxit kim loại ở nhiệt độ cao. Ví dụ, chúng ta dùng khí CO để khử quặng Fe2O3 cho chúng ta được kim loại sắt. Và chú ý rằng số mol oxy trong oxit khi bị khử nó sẽ bằng với số mol của CO và bằng với số mol của CO2 sau phản ứng. Đây là một cái chú ý để chúng ta có thể giải quyết được những cái bài tập về phản ứng nhiệt luyện một cách nhanh chóng. Số mol oxy trong oxit cũng chính bằng hydro nếu các bạn khử bằng tác nhân hydro và nó cũng bằng nước sau phản ứng. Nào, chúng ta cùng nhau vận dụng một số câu hỏi liên quan phần này. Trước khi vận dụng về nhiệt luyện thì chúng ta nói luôn về những phương pháp khác để điều chế kim loại, chẳng hạn như phương pháp thủy luyện, đó là dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để chúng ta khử kim loại trong muối tạo ra được kim loại cần điều chế. Chẳng hạn các em muốn điều chế được đồng thì chúng ta dùng sắt có tính khử mạnh hơn đồng, chúng ta khử được đồng 2 cộng trong dung dịch COSO4. Hoặc phương pháp điện phân thì bao gồm điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch. Thì điện phân nóng chảy dùng để điều chế những kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ và nhôm. Với kim loại kiềm, chúng ta điện phân được muối hoặc là hydroxit. Với kim loại kiềm thổ, chúng ta điện phân nóng chảy muối, clorua. Với nhôm, chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là điện phân nóng chảy quặng bauxit Al2O3 ngậm hai nước để điều chế được nhôm. Và các bạn nhớ rằng điện phân nóng chảy thì dùng để điều chế kim loại nhóm 1A, nhóm 2A và nhôm. Còn điện phân dung dịch thì để điều chế kim loại có tính khử trung bình và yếu sau nhôm. Thầy có thể tóm lại nội dung của phần điều chế kim loại bằng một cái sơ đồ bên tay phải của slide màn hình. Kali, bari, canxi, natri, magie, nhôm, chúng ta dùng phương pháp điện phân nóng chảy. Còn từ kẽm, crom, sắt cho tới bạc, chúng ta có thể vận dụng phương pháp nhiệt luyện, thủy luyện hoặc điện phân dung dịch để điều chế những kim loại này. Nào, chúng ta cùng giải quyết câu hỏi số 16. Để điều chế được magie từ magie clorua, chúng ta dùng phương pháp nào? Có 4 đáp án. A. Điện phân dung dịch MgCl2. B. Điện phân MgCl2 nóng chảy. C. Nhiệt phân MgCl2. Và D. Dùng kali khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ cho câu hỏi 16 này. Chúng ta cùng chú ý lại phần tóm tắt bên slide này, dễ dàng nhận thấy magie nằm trong dãy các kim loại mà chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Và chúng ta chọn đáp án câu 16 sẽ là câu B, điện phân magie clorua nóng chảy sẽ thu được kim loại magie. Rất đơn giản đúng không nào? Và cái bảng này chính là cái bảng mà chúng ta tóm tắt lại để học toàn bộ nội dung về điều chế kim loại. Các em chỉ sử dụng một cái bảng đơn giản như thế này thôi, có thể giải quyết được những cái câu hỏi có liên quan về điều chế kim loại các em nhé. Câu số 17, cho CO đi qua hỗn hợp CuO Al2O3 MgO nung nóng. Phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm. Và chúng ta cũng có 4 đáp án. Chúng ta có 30 giây để suy nghĩ câu hỏi số 17. Dựa vào gợi ý của thầy trong phần nội dung lý thuyết, các em nhớ rằng CO là tác nhân khử, chỉ khử được những oxit kim loại nằm sau nhôm. Vậy thì ở đây, chúng ta thấy Al2O3 và MgO sẽ không phản ứng và nó còn lại sau phản ứng này. Chỉ có CuO sẽ bị CO khử về Cu. Vậy đáp án của chúng ta dễ dàng chọn câu 17D. Đó là Cu, Al2O3 và MgO là sản phẩm sau khi chúng ta dẫn CO dư đi qua hỗn hợp này. Và đây là phần chú ý mà thầy lưu ý cho chúng ta. Dùng chất khử CH2 hay CO nhôm để khử được những oxit kim loại nằm sau nhôm, thường là kẽm, sắt hoặc là đồng. Một bài toán cho phần phản ứng nhiệt luyện. Khử hoàn toàn 30g hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe2O3, Al2O3 và MgO, C
cần dùng 5,6 lít khí CO ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là, chúng ta có 1 phút để suy nghĩ cho bài toán này. Bây giờ thầy sẽ gợi ý cho chúng ta. Để giải quyết được một bài tập về phản ứng nhiệt luyện thì các em cần nhớ CO là tác nhân khử, nó sẽ lấy đi oxy trong oxit và lượng oxy bị mất đi sẽ là khối lượng giảm. Chúng ta lấy khối lượng hỗn hợp trừ khối lượng oxy mất đi sẽ thu được khối lượng chất rắn sau phản ứng. Dựa vào gợi ý đó, chúng ta hoàn toàn có thể nhớ lại số mol CO thì bằng với số mol của oxy trong oxit bị mất đi. Cho nên chúng ta tính được oxy trong oxit bị mất đi này sẽ bằng 5,6 chia 22,4 là 0,25 mol. Từ đó các em sẽ dùng bảo toàn khối lượng lấy 30g, chúng ta trừ cho oxy bị mất đi là 16 nhân 0,25, chúng ta sẽ ra được đáp án là 26g. Hoặc các em bảo toàn khối lượng như phần mà thầy hướng dẫn trên màn hình này cũng được. Chúng ta thấy 30g hỗn hợp oxit cộng với khối lượng của CO thì bằng khối lượng của chất rắn sau phản ứng cộng với khối lượng CO2. Chúng ta có hai cách làm như vậy thì điều cho chúng ta kết quả là M bằng 26g. Và thầy khuyến khích chúng ta dùng cái cách thứ hai, đó là cách nhẩm nhanh số mol oxy trong oxit bằng số mol CO và các bạn lấy khối lượng ban đầu trừ khối lượng oxy mất đi thì ra khối lượng chất rắn sau phản ứng. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Và chúng ta cùng vận dụng cách mà thầy gợi ý để giải quyết câu số 19 này. Dẫn luồng khí CO dư qua ống sứ chứa 21,6 gram hỗn hợp MgO và Fe3O4. Sau phản ứng thu được M gram rắn và hỗn hợp khí ít. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí ít vào dung dịch canxi hydroxit dư thu được 14 gram tủa và đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của M. Thầy tóm tắt đề bằng sơ đồ. Các em thấy hỗn hợp của chúng ta có hai chất MgO và Fe3O4 thì MgO của chúng ta không phản ứng với CO nhưng Fe3O4 thì sẽ phản ứng được và nó cho ra được sắt và khí là khí CO2. Thì khi khí CO2 này dẫn qua canxi hydroxit dư nó sẽ thu được kết tủa là CaCO3. Vậy thì có mol kết tủa các em sẽ tính được mol của CO2. Có CO2 các em sẽ tính được mol của CO phản ứng. Mà CO phản ứng thì bằng oxy bị mất đi. Vậy có oxy bị mất đi thì các em hoàn toàn có thể tính được cái M gam rắn bằng cách các em lấy 21,6 gam ban đầu trừ cho khối lượng của oxy bị mất đi sẽ ra được khối lượng của chất rắn này. Và dựa vào gợi ý đó các em hoàn toàn có thể giải nhanh được câu hỏi này. Đó là chúng ta lấy 13,48, chúng ta sẽ thấy M rắn này bị mất đi, đó chính là khối lượng của giá trị 21,6 đem trừ cho khối lượng oxy mà nó bị CO khử. Thầy đã cho chúng ta cái biểu thức tính trên đây. Các em dùng máy tính Casio có thể giải quyết được nhanh. Chúng ta lấy 13,48 cộng 5,88 thì các em ra được kết quả. Chúng ta sang câu hỏi số 20. Hòa tan 9,6 gram kim loại M vào 500ml dung dịch HCl1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 5,376 lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn, kim loại M là. Chúng ta có 1 phút để suy nghĩ cho câu hỏi số 20. Thầy sẽ gợi ý cho chúng ta giải nhanh câu hỏi số 20. Ở đây kim loại M chưa biết quá trị. Chúng ta nhìn sơ vào đáp án thì magie, canxi, bari của chúng ta có hóa trị 2. Sắt khi phản ứng HCl cũng sẽ tạo ra được muối sắt 2. Vậy chúng ta mạnh dạn thử hóa trị của nó là hóa trị 2 luôn.
Rất đơn giản, nhìn vào đáp án cũng là một dữ kiện của đề bài các em nhé. Vậy chúng ta sẽ giải nhanh câu này như sau. HCl sẽ tạo ra được hydro. Vậy ở đây chúng ta đưa số mol của hydro, chúng ta sẽ thấy được rằng 1 mol HCl cho ra hydro thì chúng ta cân bằng số 2 trước HCl. Có số mol hydro là 5,376, ứng với mol của nó là 0,24 mol, thì chúng ta thấy nó bé hơn 2 lần mol của HCl, nó là 1 mol. Nghĩa là axit của chúng ta dùng dư và kim loại M của chúng ta đã hết. Khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bảo toàn electron. Hồi nãy thầy nói chúng ta lấy dữ kiện là hóa trị 2. Vậy kim loại nhường 2 electron, chúng ta được 2 nhân cho số mol của kim loại M sẽ bằng H cộng trong axit nhận 2 electron tạo ra khí hydro. Vậy ở đây chúng ta có 2 lần mol của hydro. Từ đó chúng ta dễ dàng gắn vào số mol của kim loại M chính là 9,6 chia cho nguyên tử khối của M. Và chúng ta giải ra được M bằng 40, đó chính là kim loại canxi. Câu 20 chúng ta chọn đáp án B. Nội dung của câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên đề số 1, lý thuyết trọng tâm về đại cương kim loại. Những nội dung này là những nội dung mà chúng ta sẽ gặp trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các em cùng xem lại, chúc các em có được một bài giảng bổ ích. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở những chuyên đề lần sau.